Hôm nay đi cầu ở dòng suối khu vực đường đây nha mọi người. Bên kia là chuồng bò của mình. Đấy, ở đây là khu vực đây là toàn đá hết mọi người nha. Đấy, nói chung là khu vực rừng á. Ngày xưa đây rừng to, cây to rất nhiều. Giờ cây hết rồi, người ta họ chặt phá. Rồi người ta họ để làm nương rẫy á. Rồi, đó. Bao nhiêu cây rừng ở đây này. Mình nhìn xem. Bên kia là đối diện là bên huyện Chư Pư nha mọi người. Bên kia là thuộc về quạt, người ta họ làm quạt đó. Bên đây này này, đó. Để xem. Đây là quạt. Quạt gió nha mọi người. Giờ mình phóng to lại, giờ mình nhỏ lại nha. Đó. Bên đây là đám chòi, chuồng bò này, mình phóng to lại nha. Đây. Bao nhiêu con bò, hôm nay là lúc 3 giờ mình nhốt bò vậy rồi. Đây toàn đá không nha mọi người nha. Giờ tiến hành đi vô suối. Đường đá không nha mọi người. Xin mọi người. Ở bên kia là khe suối nha mọi người, mình phải vô đó xem suối có đục hay không. Do tối hôm mưa to quá. Này gần suối đó nha mọi người. À, mình để trong khe thôi. Của con suối lớn sợ cua nó không ở. Đây mọi người xem. Tới trần suối đó nha mọi người. Xem. Một cái nước cua ốc. Nước bực như thế này sẽ không kiếm được. Ra đây nha. Cua ốc rồi mẹ. Nó mưa những cái rãi nha mọi người. Này thêm cho hòn đá như thế này hay rồi nha. Tối mưa quá. Đây có măng, bẻ măng luôn nha mọi người. Đây măng này. Đó. Bẻ cả măng luôn. Đây săn bắt nè, gọi là săn bắt thú rừng này. Có măng là bẻ măng. Có cua bắt cua, có cá bắt cá luôn nha. Có con gì phải bắt con đấy. Này suối rất đẹp luôn mọi người nha.
thêm cua quá. Cái tối nó mới ra đấy mọi người nha.